Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và mình là Fatboy VN đây. Và hôm nay thì mình và một thằng anh của mình vừa mới chuyển đến ngôi làng này ở đây. Ok, thì đây là nhà mình đây. Đó, các bạn thấy dàn PC mơ ước. Dàn PC một ca xịn sổ mình đây. Ok, giờ đợi để mình đi qua nhà của nước đã. Nhà thằng nước thì cũng mới càng nhà mình tới. Rồi, chuẩn bị nè. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là hồ tắm của thằng Nút. Thiệt chứ cái hồ tắm này nó thú vị lắm. Ok, đây chính là cái nhà đất của thằng Nút và... Ê, Nút ơi, Nút ơi, đâu vậy? Nút. Đâu vậy? Đi ra. Lỡ đi vào có xí mà mình quýnh người ta chứ đó. Đây nha, lên rồi à. Cái nhà chỉ tù tàn nước. Cái nhà chỉ tù tàn đi. Thôi giờ để anh dẫn là nút đi mua ít vật dụng để xây nhà nè. Nút, đi nút. Giờ đi về nhà anh để lấy ít vàng bạc đó. Có tiền mới mua được chứ không có tiền răng mua. Nút đi nhanh nút. Đây. Nút đứng đợi ngoài đây nha, đừng phá gì hết. Nút đứng đợi ngoài đây, đừng phá gì hết. Nhớ đừng phá gì hết nha. Đây, để mình lấy vàng này. Ngọc lục bảo. Nút. Tắt laptop máy tính của anh đi rồi, đi nút. Đi. Tiệm bán đồ nội thất trước mặt ấy. Nút, đi đâu đây? Đi hướng đi. Đây này, trước mặt kìa, đi, đi, đi. Đi qua đây Nút, đi qua đây. Ok. Sắp đến rồi. Em chào anh bảo vệ. Hello bác bảo vệ. Đây, để mình cứ đi vô. Wow. Nhiều đồ xịn nha. Anh đây có cái phòng bệnh này, có tivi nè. Đây, em mở thử cái tivi coi nè. Núp, núp, núp. Đây là núp. Núp, là đây. Đó, tivi xịn núp. Có đàn ngủ nè. Có bàn ghế nè. Lúc mà thử cái kia sướng không? Đây có tủ lạnh nữa nè. Có laptop nè. Có máy in. Cái nồi. Rồi cái PS5. Nút. Cho mình đi lên lầu để kiểm tra thử nút. Và ở trên đây là người ta bán gỗ để xây nhà nè. Có rất nhiều loại gỗ này nút. Đây bây giờ nút thật là một ổ môn. Để mua vô. Để em trả tiền mình ra. Rồi nút xuống nút, đi xuống nút. Đây, anh vừa đặt hàng hết đóng đường nội thất rồi. Khi nào mà đến đúng giờ là người ta đem xuống. Đây chuẩn bị. Đây, đây nút. Đây em chào anh chị em về. Ok em chào anh chị em về. Rồi nút chuẩn bị ra xây nhà cho. Đúng vậy. Ra xây nhà cho nút. Đây. Nãy anh cầm sẵn cái remote này. Rồi chuẩn bị nè. Mình xây nhà cho. Ok anh Phát xây nhà đi. Rồi mọi người cùng để coi anh Phát xây nhà trong lúc nè. Đấy.
đây, từ nhà em phát đây, từ sắp tới em phát đây. Anh phát sai tiếng mà cũng đã cầm để đặt đi được lại khang. Không rồi anh phát đây. Phần ngủ quá các bạn à. Đến lúc ngủ cái. Ok thì sau bao lâu mình cũng đã xây xong nhà căn nút rồi. Thì người ta cũng vừa đem đồ xuống, mình đã đem trang trí vô đây hết rồi. Nên giờ mình ra kêu nút dậy cái. Đúng rồi, dậy nút. Dậy. Nè nhìn coi thử vô trong nhà thử thấy được không? Nút ơi, đó, bên chung cửa nè. Ví dụ mà có ai tới á, thì người ta bấm chung cửa là nút ra mở cửa nè. Đây, ở đây là có cái bếp với lại bồn rửa tay nè, có thêm cái tủ lạnh nè. Đây. Bây giờ có cái tủ lạnh nè, nhiều đồ ăn dơ, cái bồn rửa tay nè. Giờ dịch Covid rồi nhớ rửa tay thường xuyên đi nước, chứ đừng có ở bẩn nữa. Nước về qua đây nè, ở đây có giường nè. Đó bên đây là cái PC của nước nè. Cái dàn PC mơ ước của nút đây. Đó. Ở đây có cái tivi nữa nè. Rồi dưới bên trong đây là cái phòng nhà vệ sinh đây. Đúng rồi. Rồi em đến nút ơi, đừng nghịch công tắc nữa nút ơi, trái nổ đèn ấy. Đó, cũng có bồn rửa tay nè. Bây giờ thấy xiên xò chưa. Đây là cái phòng tắm nè. Đó. Nút đi xem nhớ phải nút nhớ phải tắt á. Ê. Mình có đi ra ngoài cho em đi đã tiện tính. Nhanh lên, đóng cửa lại. Nhanh lên. Chưa thông qua nhà chưa hết chưa có mất mình chết đâu rồi. 2000 years later. Bây giờ rồi. Coi vậy đã rồi, tắt ra. Nút làm gì nãy giờ đâu. Ủa nút ra rồi. Ra. Ra nút. Là cái nhà được chưa? Nút được nghịch cái chung cửa nữa nút. Đó tới nhà đẹp hơn. Đó. Ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì nếu các bạn thấy hay nhớ like, subscribe cho mình và bấm nút nha. Và hẹn gặp lại các bạn.